Kinh Hạnh Trẻ Thơ thứ 39 do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp rằng: Này Như Lai sẽ giảng dạy cho ông và đại chúng nghe về hạnh trẻ thơ. Này thiện nam tử, chẳng có thể đứng dậy đi tới đi lui nói chuyện, đây gọi là trẻ thơ. Cũng vậy, Đức Như Lai không còn khởi dậy phiền não, vì Như Lai trọn chẳng khởi các pháp tướng, cũng chẳng thể đứng dừng, vì Như Lai chẳng chấp trước tất cả pháp, chẳng thể đến vì thân hành của Như Lai không có lay động, cũng chẳng thể đi vì Như Lai đã đạt được Niết Bàn, chẳng thể nói vì Như Lai giàu nói pháp cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra không chỗ nói, vì có chỗ nói thời gọi là pháp hữu di. Lại không ngôn ngữ, như trẻ thơ ngôn ngữ chưa rõ, giàu có ngôn ngữ, thật ra như không ngôn ngữ. Cũng vậy, ngôn ngữ chưa rõ chính là lời bí mật của các đức Phật. Giàu có nói, chúng sanh cũng chẳng hiểu, nên gọi là không ngôn ngữ. Lại như trẻ thơ gọi tên những đồ vật chẳng duy nhất, vì chưa biết rõ tên chánh, giàu gọi tên đồ vật chẳng duy nhất, nhưng chẳng phải chẳng nhân nơi đây mà đặng biết đồ vật. Cũng vậy, tất cả chúng sanh, giống loại, nơi chỗ, ngôn ngữ chẳng đồng, Như Lai vì phương tiện thuận theo ngôn ngữ của họ mà nói, cũng làm cho tất cả các loài nhân đây mà hiểu được. Lại nữa, trẻ thơ có thể nói được chữ cái, chứ chưa nói được câu văn. Cũng vậy, Đức Như Lai nói chữ cái, như nói bà, hòa. Hòa là hữu di, bà là vô di. Đây gọi là trẻ thơ. Hòa là vô thường, bà là thường. Như Lai nói về thường. Chúng sanh nghe rồi vì cầu pháp thường mà dứt vô thường. Đây gọi là hạnh trẻ thơ. Lại nữa, trẻ thơ chẳng biết khổ, vui, ngày, đêm, cha, mẹ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát vì chúng sanh nên chẳng biết khổ vui, không tưởng ngày đêm, tâm bình đẳng đối với chúng sanh nên không có cha mẹ, thân sơ sai khác. Lại nữa, trẻ thơ chẳng thể làm được những việc lớn, việc nhỏ. Cũng vậy, Bồ Tát chẳng tạo nghiệp sanh tử, đây gọi là chẳng làm việc lớn. Việc lớn tức là tội ngũ nghịch, việc nhỏ tức là tâm thanh văn, duyên giác. Bồ Tát trọn chẳng thối tâm Bồ Đề mà tu hạnh thanh văn, bích chi Phật. Lại như trẻ thơ lúc kêu khóc, cha mẹ liền lấy lá dương vàng mà bảo rằng: Nín đi, đừng khóc, vàng đây ta cho con. Trẻ thơ thấy lá dương vàng, tưởng là vàng thật, bèn thôi không khóc nữa. Nhưng đây là lá dương, chẳng phải là vàng thật. Trâu gỗ, ngựa gỗ, người gỗ, trẻ thơ cũng tưởng là trâu, ngựa và người thật. Nếu có chúng sanh muốn tạo tội ác, Đức Như Lai vì họ mà nói trời đau lợi là cõi tốt đẹp, an vui tự tại. Chúng sanh nghe cõi vui đẹp như vậy, sanh lòng ưa thích, bèn thôi chẳng tạo tội ác mà siêng thực hành những nghiệp lành. Nhưng thật ra cõi trời đau lợi vẫn còn sanh tử, chẳng phải là nơi thật sự an vui và tự tại. Lại như có chúng sanh chán cái khổ của sanh tử, Đức Như Lai vì họ nói hạnh quả hai thừa. Nhưng thực ra quả hai thừa chẳng phải rốt ráo chân thật, vì hàng nhị thừa biết lỗi sanh tử, thấy vui niết bàn, bạn có thể tự biết có dứt cùng chẳng dứt, có chân thật cùng chẳng chân thật, có tu cùng chẳng tu, có chứng đặng cùng chẳng chứng đặng. Như trẻ thơ kia đối với vật chẳng phải vàng mà tưởng vàng thật. Đức Như Lai ở trong chỗ bất tịnh mà giả nói là tịnh, vì đã chứng được đệ nhất nghĩa đế, nên Như Lai không có hư vọng. Như trẻ thơ đối với những vật không phải trâu ngựa mà tưởng là trâu ngựa thật. Nếu có chúng sanh ở nơi phi đạo mà tưởng là chân đạo, Như Lai cũng nói những cái không phải đạo là đạo, nơi không phải đạo thật không có đạo. Vì có thể làm chút ít nhân duyên sanh ra đạo, nên nói phi đạo là đạo. Như trẻ thơ đối với người gỗ mà tưởng là người thật. Cũng vậy, Như Lai biết chẳng phải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Nếu Như Lai nói không chúng sanh, thời tất cả chúng sanh sẽ rơi vào tà kiến.
Do đây, nên Như Lai nói có chúng sanh, những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, thời không thể phá tướng chúng sanh. Nếu ở nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, người này có thể đặng đại Niết Bàn. Do đạt được Niết Bàn như vậy, nên chẳng còn kêu khóc nữa. Đây gọi là hạnh trẻ thơ. Này các vị, nếu có người thọ trì, đọc tụng biên chép, giảng giải hạnh này, nên biết rằng người ấy quyết định sẽ được hạnh chân thật, cao thượng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, theo như chỗ con hiểu, y cứ theo lời Phật dạy, thời con cũng quyết định sẽ được hạnh này. Phật nói: Này Ca Diếp, chẳng riêng gì ông được hạnh như vậy. Nay trong hội này có 93 muôn người cũng đồng được hạnh như ông. Nghe Đức Phật nói xong, đại chúng vui mừng khôn xiết, thành kính đảnh lễ và phát nguyện làm theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.